Trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, vào lúc 12 giờ 30 phút trưa nay, lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về nơi an nghỉ cuối cùng đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng và gia đình cử hành trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia tại số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban lễ tang cấp nhà nước đã đọc lời điếu tiễn đưa đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh về nơi an nghỉ cuối cùng. Vào lúc 15 giờ 5 phút chiều nay, lễ an táng Đại tướng Phùng Quang Thanh đã được cử hành trọng thể tại nghĩa trang quê nhà tại xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Dự lễ truy điệu có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cùng các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng cùng các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, địa phương cùng gia đình của Đại tướng Phùng Quang Thanh. Trong lời điếu tại lễ truy điệu, đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khẳng định Đại tướng Phùng Quang Thanh là nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân ta. Đồng chí cũng là người đảng viên Đảng Cộng sản kiên trung, suốt đời cống hiến vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự phát triển của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với gia quyến của đồng chí, cũng như với Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương đối với đồng bào, đồng chí, gia đình và bạn bè quốc tế. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã ôn lại cuộc đời nhiều chiến công và những cống hiến, đóng góp xuất sắc của Đại tướng Phùng Quang Thanh đối với cách mạng. Từ năm 18 tuổi, được thừa hưởng truyền thống yêu nước của gia đình và quê hương, đồng chí đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ vào tháng 7 năm 1967. Đến tháng 6 năm 1968, đồng chí đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam với thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến dịch Đường 9 Nam Lào. Ngày 20 tháng 9 năm 1971, đồng chí được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, trên các cương vị Trung đoàn trưởng, Sư đoàn trưởng, Cục trưởng Cục tác chiến, Bộ Tổng tham mưu, Tư lệnh Quân khu 1, rồi Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dù ở đâu và trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, Đại tướng Phùng Quang Thanh cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình cách mạng, cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ ngày đầu tham gia hoạt động cách mạng đến khi vĩnh biệt chúng ta, đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh luôn giữ trọn danh hiệu cao quý của người Cộng sản, có phẩm chất trong sáng, sống trung thực, đoàn kết, khiêm tốn, giản dị. Dù ở cương vị công tác nào, đồng chí cũng luôn tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, phẩm chất, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Trong chiến đấu, đồng chí là người chỉ huy mưu trí, dũng cảm, quyết đoán, quyết thắng. Trong công tác, đồng chí là người lãnh đạo, chỉ huy có tầm tư duy chiến lược, có bản lĩnh, sáng tạo, có thực tiễn phong phú, nói đi đôi với làm, sống gần gũi, gắn bó, tình nghĩa với bộ đội, nhân dân, được đồng chí, đồng đội tin cậy, mến phục, bạn bè quốc tế trân trọng. Trong lời điếu, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng khẳng định, với tư duy nhạy bén, sắc sảo, với tầm nhìn xa trông rộng và kinh nghiệm thực tiễn phong phú, đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh đã cùng tập thể Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chủ động tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, những chủ trương, định hướng sát đúng trong hoạch định đường lối quân sự, quốc phòng, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân binh chủng, đơn vị tiến lên hiện đại, chú trọng xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện,
sẵn sàng chiến đấu, quan tâm đầu tư trang bị vũ khí hiện đại, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội và thực hiện chính sách hậu phương quân đội, mở rộng đối ngoại quốc phòng, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hơn 50 năm tuổi đảng, đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh đã trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng, của quân đội và nhân dân. Đồng chí đã được đảng, nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có huân chương Hồ Chí Minh, danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, huy hiệu 50 năm tuổi đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác. Vĩnh biệt đồng chí, chúng tôi nguyện đoàn kết một lòng cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân ra sức phấn đấu tiếp tục đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Bày tỏ lòng tiếc thương và tình cảm sâu sắc tiễn đưa Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về nơi an nghỉ cuối cùng, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia quyến Đại tướng và tiễn biệt Đại tướng, người chiến sĩ cộng sản bản lĩnh, mưu lược, quyết đoán, quả cảm, người lãnh đạo, chỉ huy tài ba, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân ta về nơi an nghỉ cuối cùng. Đúng 13 giờ 15 phút, đoàn xe đưa linh cữu Đại tướng Phùng Quang Thanh đã rời nhà tang lễ quốc gia, đưa Đại tướng qua những đoạn đường đầy dấu ấn lịch sử của thủ đô Hà Nội, chia tay thủ đô về an nghỉ tại quê nhà. 15 giờ 05 phút chiều nay, lễ an táng Đại tướng Phùng Quang Thanh đã được cử hành trọng thể tại nghĩa trang quê nhà của Đại tướng tại xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, nơi Đại tướng an nghỉ ngàn thu.